Phật ngã ba năm ạ. Xin chào, hôm nay các vị gặp con có chuyện gì không? Hỏi hả? Bây giờ con không biết nói cái gì nên là con sẽ kể chuyện cho các vị nghe nha. Có được không? Rồi, được. Được hả? Nước mẹ. Rồi tới giờ mời công chúa kể tiếp cái chuyện mà ở bên Nhật Bản đi. Rồi sao sập đất rồi sao? Không ngồi nói chuyện nữa nha. Đừng ngồi nói chuyện nha mấy em. Cũng phải có người nghe chứ. Đang nghe mà. Đúng. Đang nghe. Giận luôn rồi. Có nghĩa là thấy mình chỉ tự biết là mình được sinh ra và không biết là mình sinh ra cái năm nào luôn. Như vậy đó. Nhưng mà nói về tuổi tác á, thì cái tuổi của con nó cũng không có nhỏ. Nhưng mà con vẫn là thuộc chỉ là linh thú thôi. Cho nên không thể so sánh được với những người mà họ tu tiên rồi này kia hoặc là thần thánh gì đó, con không biết, con chỉ biết con linh thú thì con thấy con chín đuôi thì con có thể nói là con chín đuôi thôi. Dạ. Còn nói bao nhiêu kiếp hay là bao ngàn năm con không biết để nói. Có những lúc con đóng phim thì con nói đại, ôi con hồ ly 3.000 năm hay là 6.000 năm, 9.000 năm gì đó. Con chỉ biết chắc chắn là con chín đuôi thôi, chứ còn lại con không trả lời được, không biết làm sao nữa. Còn mà cái thời mà đắc kỷ chu dương đó, là mình có là quá kiếp là thành đắc kỷ không vậy hồ ly? Thì lúc mà hồi quy tiên kiếp á, con nhắm mắt con thấy, con chỉ thấy là binh lính, trời ơi, binh lính rồi đánh nhau, y xèo đánh nhau, âm. Có những cái cờ ngày đó đó, người ta đánh nhau là người ta hay có những cái cờ đó, giống y trong phim luôn. Mà đánh nhau là có... bây giờ là hồi đó làm gì có đường nhựa rồi nhà kia, trời ơi, đánh nhau mà bụi đất rồi nó bay khắp nơi mịt mù luôn á, rồi lửa rồi này kia cháy quá trời luôn. Con thấy những cảnh đó rồi, còn chưa có cho, còn con nhớ là đi lên gặp ông tròn á, cái quỳnh mà tiền kiếp người con thương á, thì con thấy cái cảnh là sống ở Trung Quốc, mặc trang phục của Trung Quốc luôn. Cái người quỳnh tròn đó trong tiền kiếp ổng là vua chua, ổng là dạng như ổng là hoàng tộc á, ổng và người vợ của ổng á ở trong những cái nơi rất là cao sang, rất là đẹp. Rồi còn con là con hóa thân thành người được, và con đi tới con thấy ổng với vợ ổng với đứa con nhỏ, đứa con trai nhỏ xíu đó. Thì khi quay lại tiền kiếp này cũng thấy y chang, xong rồi tim con nó bị đau đến nỗi mà lúc đó mà giống như có ai đó đâm như trong tim mình luôn á, đau đến nỗi mà không thở được luôn. Ok. Bây giờ mỗi lần nhắc lại á, thì bây giờ con đỡ rồi. Tại vì con có gặp ai con cũng kể, con kể để cho cái nghiệp của con nó tan ra đi đó, để cho con được giải thoát cái nỗi đau của mình á. Tại khi mình ôm một mình á, thì nó sẽ khó giải thoát, nó sẽ bị hận á. Cho nên là con muốn giải thoát trong kiếp này luôn, nên con gặp ai con cũng kể hết. Đó, để cho các vị biết là hồ ly là có thật. Và ví dụ, linh thú là khác với lại thú bị đọa làm thú. Cho nên khi các vị mà nói về ăn chay á, mà sát sinh hay không sát sinh á, những cái người mà bị đọa xuống làm thú mà bị người ta sát sanh để trả nghiệp nó khác. Còn những cái người mà thú mà sinh ra đã là thần thú, linh thú á, ở trong cõi vô vi á, nó lại khác. Dạ. Hồ ly bây giờ là mình tu luyện được bao nhiêu năm rồi, ngàn năm rồi hồ ly, bây giờ mới được làm được... Như hồi nãy đó con nói là con không nhớ được là bao ngàn năm đó, con chỉ biết con chín đuôi rồi. Chín đuôi à? Tại vì khi mà ngài đã trấn con vô đây á, là ngài kiểm soát hoàn toàn con. Cái gì mở ra thì con mới được nhớ, được biết. Giống như các vị đầu thai lên á, các vị cũng sẽ bị quên. Đó. Các vị chỉ được cho nhớ khi mà cái tiềm thức nó mở ra thì mình nhớ được cái tiền kiếp của mình. Dạ. Cho nên không biết bao nhiêu ngàn năm đâu. Không biết bao nhiêu ngàn năm đâu. Dạ. Lúc đó mình không...
bị phong ấn trong đá đó là mình làm cái gì, mình làm chặt cái gì, làm lỗi gì mà bị phong ấn? Sao chị cho con mơ thấy một đoạn vậy, không biết con nói là sao ngày không cho con mơ nhiều nhiều đi thì con kể cho nó rõ ràng hơn chút, cho con mơ có đoạn con bị phong ấn trong cục đá bên Nhật Bản vậy rồi rồi thấy Bồ Tát tới cứu con, thả con ra xong hết bờ. Chưa có biết là cái cuộc đời lúc trước là như mình làm lỗi hoặc là hại dân chúng dân như thế nào đó. Dạ sao không cho con thấy? Thấy đó. Dạ. Nhưng mà làm lỗi gì mình mới bị phong ấn thôi. Chắc phải có nhưng mà cái làm được tốt thì không cho con thấy, cho con thấy lúc con bị phong ấn thôi à. Với con lúc đau khổ à. Tại những cái đó là những cái nó in sâu vào trong tiềm thức mình á. Và nó là một cái nghiệp. Cho nên cho mình nhớ lại để mình chữa lành cái nghiệp đó. Nó cũng giống như hồi quy tiền kiếp cũng vậy đó. Thế mình làm cái người làm bao nhiêu luân hồi mới trở lại là hồi đi bây giờ? Có nghĩa là nếu mà linh thú ví dụ rồng rắn mây gió hồi ly đi. Cứ tiến hóa tu lên như vậy. Đến khi mà ví dụ mình phát ra đại nguyện mình giúp cuộc đời thì mình cũng sẽ được tích phước công bằng hết. Mình giống như con được khi nào con đủ phước làm người con không biết luôn. Khi nào mà trong cái sổ sách mà cái luật á, cái luật thiên luật địa đó, luật âm dương ngũ hành đó thì mình sẽ được, chứ con không dám trả lời chính xác thời điểm, tại mỗi căn cơ tu hành khác nhau nha. Yeah. Nên không trả lời chính xác được. Ví dụ như kiếp này mình tu mình đủ 10 điểm rồi, nhưng mà tự nhiên mình chỉ vì một cái vô duyên nào đó nghiệp nó đến cái mà mình không có lấy cái trí tuệ của mình không có xử lý được tình huống đó, mình dướng vô cái nghiệp đó thì mình lại lùi lại một bước đó. Cho nên quan trọng là cái trí tuệ của các vị và cái sự sáng suốt con đường của các vị đi. Cũng như trong thời gian mình tu tập đó, mình sao mà không tu tập lên thành tiên đi, mình trở lại thành người á. Tại vì con chưa qua làm người thì làm sao lên tiên được phải không? Tại vì phải trải nghiệm cuộc đời làm người thì nó mới có pháp. Có pháp thì mới có cái pháp để mà tạo công đức này kia. Để trải nghiệm thì phải học bài học làm người nữa. Giống như là Đức Phật cũng vậy. Tại sao Đức Phật có kể là trong vô thể kiếp ta từng là con chim, ta từng là con voi, ta từng là nói lên kia cây cỏ hoa lá, xong ngoài nước sỏi đá gì đó. Thì mình cũng vậy, mình cũng học hết để mình biết được tất cả trải nghiệm, để sau này khi mình thành Phật rồi đó, bài học đó mình trải qua hết rồi thì mình mới giúp được cho chúng sanh khi họ gặp vô cái nạn đó. Mình có kinh nghiệm giống như một người thầy cũng vậy, họ phải học qua những cái trường lớp bài học đó sâu sắc rồi họ mới dạy được cho những đứa trẻ thơ. Mà giống như các căn cơ cũng vậy, Bồ Tát Phật Thánh Tiên cũng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ vị Phật đó đắc đạo ở cái pháp nào, nhưng mà vị Phật đó chưa chắc đã giúp được một cái người kia, mà là một cái ông Bồ Tát là giúp được cái người đó. Giống như Phật nói ta không giúp đủ duyên giúp người này, nhưng mà A-la-hán của ta có thể đi tới lại giúp được cho nó. Cho nên căn cơ nó phụ thuộc vào cái nhân duyên, nhân quả khác nhau. Cho nên không phải cứ là ông Phật thì xuất hiện là cứu được cuộc đời, mà là tùy theo nhân duyên nữa. Mà trước khi mình tu tập lên thành người là mình có trở lại cái thú lần nào chưa? Con hả? Con đang là thú mà. Thú là mình trở thành người nè. Mà chưa. Mà trong khi đó là mình lên mấy luân hồi đó. Chưa được làm người. Cái này là con đang mượn thôi. Con đang được cho mượn. Con phải uống cái viên Bồ Tát cho con uống cái viên đó rồi con mới được. Đã vô. Dạ. Hoặc là con có quyền con nhập vô người ta. Một là con phải có lệnh, hai là con phải đủ thần thông. Cũng như là cái chân linh đó. Phải đủ phước đức mới vô được người. Nếu mà vô được người nha, mà không đủ phước đức này kia, bị các ngài Bồ Tát, các pháp sư họ nhìn ra, họ quýnh ra bay ra liền. Nha. Khi mình vô được người đó là người lớn hay là người trẻ mới tham gia? Tùy theo. Giống như con thì con theo người này từ lúc 3 tuổi. 3 tuổi nha. Dạ. Quay dài lắm rồi Phật. Gắn lớp nữa đi. Nhờ hỏi cái gì nữa đây thì cậu nói ra. Mình đi mình từ ngoài mà nước ngoài, nước Mỹ. Dạ. Mình về tới Kiên Giang mình có thể mình lộ cái cơ của mình nước Mỹ mình như thế nào không? Ở bên Mỹ thì con cũng nói với các vị rồi, ở bên Mỹ hay Việt Nam hay các nước bây giờ cũng đều như nhau. Đều bị chịu sàng lọc nhân quả hết.
Tại hôm bữa con có lên một clip mà con phá rồi đó. Nói là các vị á, nếu ở nước ngoài có về Việt Nam được thì về sớm đi, nếu muốn được sống ở trên quê hương của mình này kia đó, trong cái thời loạn, thời sàng lọc. Còn các vị không về thì vẫn ở nước ngoài được, nhưng mà kiểu như đến khi sàng lọc thì nó hơi khó khăn, đi về quê hương nó hơi khó khăn hơn thôi. Rồi thì sau khi con nói là bắt đầu cái nước gì đó nó quýnh cái nước gì đó tiếp theo rồi đó. Thì bữa đề, sắp tới đây còn nhiều nước nữa. Giống như trước khi con về Việt Nam ở bên Đài Loan á, trước khi con bay về đây nè, 2 ngày thì cho con thấy là cái nước ở phía Bắc nó đánh cái đảo ở chỗ con ở đó. Còn ngày tháng thì chưa có cho con biết. Rồi ngày xưa cho con mơ con thấy đi về Việt Nam xong rồi thấy mấy anh bộ đội chiến sĩ đồ á đưa mấy vũ khí đồ ra xếp hàng đồ này kia chuẩn bị chiến tranh đồ mà con không biết tắt cái con kể chuyện trong mơ. Thấy bom đạn rồi bắn y xèo hết trơn. Còn con mai mốt mà có chiến tranh con đào hầm con trốn. Chiến tranh là mà trốn ha. Dạ. Các ngày cho con thấy nhà nè, khi mà chiến tranh xảy ra nha. Các người mà phải mang vũ khí rồi đó, họ đi ngang qua, nhưng mà sao mà nói là con niệm Phật đi. Thì tự nhiên khi mà niệm Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật xong, cái hào quang từ trong người mình á, nó tỏa ra vậy nè. Xong người ta đi ngang qua mà không thấy con đâu. Dạ. Nên mai mốt các vị mà bị chiến tranh rồi này kia á, là có nghe các ngài nói á, là những người tu tập có phước đức á, là cái phước đó đó, cái phước của Phật Pháp á, nó che đi cái nghiệp của súng đạn hoặc là bom mình đó, cái nạn kiếp đó. Có thể là mình đủ phước đức á, mình tu tập được thì mình sẽ được che chở mình qua cái thời đó. Hoặc là nếu mình có gặp cái nạn đó nó xảy ra mà mình phải bỏ xác thì mình vẫn niệm Phật, mình vẫn làm chủ cái tâm, cái hồn của mình, để khi mình bỏ cái xác xuống, cái hồn nó không đau khổ thì nó sẽ không bị gọi là bị chấp niệm, thì nó tự tại và nó đi siêu thoát, và nó phải ba chân bốn cẳng nó chạy theo, một là hắc bạch vô thường, hai là thần tiên nào đó hoặc là Bồ Tát để mà dẫn đường cho nó đi siêu thoát. Còn không nó phải tự nó bay vô một cái dòng họ gia đình hay là cái người mà nó biết có nhân duyên của nó đó, hoặc là nó xuống gặp ông Diêm Vương, nó phải lập tức nó đi siêu thoát đi, chứ có nó lang thang vất vưởng là nó sẽ bị mấy cái ông mà tu tà đạo là thứ nhất, mấy cái người mà thiên ma nè, mấy cái người mà ma quỷ mà họ bị chấp niệm đó, họ luyện thần thông tà đạo á, họ sẽ bắt mình, họ bắt cái linh hồn của mình, họ nuốt mất linh hồn mình, hoặc là họ đánh mình á, mình tan mất đi là mình sẽ bị khổ. Hoặc là mình lang thang quất vượng, mình đói khát trong cõi âm á, cũng khổ. Đó. Nên cho dù được sống hay là bỏ xác thì mình cũng làm chủ linh hồn mình, không sợ hãi và luôn luôn niệm Phật để mình được Phật Pháp che chở mình. Nha. Vậy là lúc đó mình chiến tranh hay là hoặc cái gì đó là mình dùng cái phương pháp vào niệm Phật là, dạ, là tan đó sao? Có nghĩa là mình dùng cái niệm Phật, có nghĩa là cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì? Thì Ngài dạy cho con á, Nam Mô A Di Đà Phật là làm chủ chính tâm mình, để cho mình không bị sợ hãi, không bị chấp niệm. Nó thì mình làm chủ được giải thoát. Khi làm chủ được giải thoát rồi á, thì mình làm chủ được nhân quả của mình. Đó, là mình không có bị vướng bận, mình không có bị sa ngã vô những cái cõi âm tối này kia nó sẽ bắt mình. Đó, hoặc là ma cũ bắt nạp ma mới. Hoặc là mình sẽ vô tình mình chấp niệm thì mình đi tạo thêm nghiệp đau khổ, mình báo thù á. Ví dụ đây mình bị cái nạn người ta bắn mình, đúng không, mình hận cái người đó, xong mình quay lại mình báo thù họ, thì vô tình cứ làm cho nhau đau khổ đó, rồi thì mình lại tạo thêm nghiệp, rồi tự mình làm khổ mình và mình không giải thoát được. Trong khi á, mình trải nghiệm những bài học đó, thứ nhất có thể là mình trải nghiệm, hoặc thứ hai là mình trải nghiệm những cái nỗi đau nó như thế nào. Nhưng mà khi mà mình đã biết các ngài trong kinh điển dạy cho mình á, hoặc là cái ngày đắc đạo tại thế có dạy cho mình là những cái đó là những bài học thôi, tất cả là do tâm tưởng đó, tất cả do tâm tạo, do tâm sanh thì cũng do tâm nó diệt đó. Thì khi mà sanh ra các pháp nó phải có cái tưởng trước, thì cái tưởng của cái tâm mình nó tạo ra cái cảnh khổ, cảnh sướng đó, các cảnh nhân quả để mình học. Thì sau đó mình muốn thoát ra khỏi cái khổ đó thì mình làm chủ cái tâm để mình diệt đi cái tưởng của mình đó. Trong cái Bát Nhã Tâm Kinh á, mà Quán Tham để lại đó, thì có nghĩa là mình dùng cái Bát Nhã Tâm Kinh đó và cái đi theo Bát Chánh Đạo á, và mình có nghĩa là giải thoát các pháp thế gian đi, thì mình làm chủ, mình không còn khổ nữa. Thì cái sự giải thoát,
thì cái sự giải thoát đó đó không phải cứ là giải thoát thì là lên làm ông Phật, à, ngồi tòa sen này kia, mà là mình giải thoát các pháp để mình tiếp tục á, mình tiếp tục mình có thể là tự tại vãng sanh hoặc hoặc tự tại sanh tử, để mình tiếp tục mình giúp đỡ những cái linh hồn khác, hoặc là giúp cho bản thân mình học được những bài học mới mẻ mà không bị đau khổ. À, Duyên ơi, dạ. Thấy mình dùng thần thông được, mình giúp được ngày tháng năm nào hoặc thế giới không? À, như thế này, một người không thể quyết định được toàn bộ cái sự quá trình tiến hóa hoặc sàng lọc của một thế giới được. Tất cả đều trải nghiệm với nhau, không ai, Phật cũng không thể quyết định được, thì làm sao con biết, đúng không? Mà biết để làm gì? Tại vì các pháp của nạn kiếp của thế gian nó chỉ là còn trong pháp, còn trong lục đạo luân hồi, mà khi mình đã làm chủ rồi, mình rời các pháp rồi thì mình tự tại, mình đâu còn trong luân hồi nữa, thì mình sẽ thấy những cảnh trong luân hồi á là điên đảo vọng tưởng. Bên đó thì nói vậy đó, thì mình sẽ không còn thắc mắc là ai sẽ là người giải thoát thế gian nữa. Mình cũng không còn đi tìm Phật, cũng không còn thấy ma nữa, mình không còn cầu giải thoát nữa. Cũng như trong Bát Nhã Tâm Kinh á, ngài có giảng á, không có giải thoát, à, không có khổ nhưng mà lại không có không khổ, có nghĩa là nó có mà nó không, à, nó đúng mà nó sai. Nếu mình ở trong pháp, mình ở trong lục đạo, nó sẽ là đúng, à, nếu mà nó xảy ra trong đó nó sẽ đúng. Còn mình là người ngồi nhìn lục đạo thì mình là người gì? Không đúng không sai, mình tự tại mình nhìn. Còn mình muốn vô trong đó mình trải nghiệm thì mình đi vô, rồi khi mình làm chủ thì mình tự mình đi ra, tại mình biết đường vô và mình biết đường ra. Đó, cũng giống như Quỳnh, Quỳnh muốn tạo ra một cái game show đúng không? Quỳnh là cái người đạo diễn, thì Quỳnh chỉ đạo được những cái đứa ở trong đó nó phải diễn như thế nào theo ý của Quỳnh. Đó, thì mình là người đạo diễn, mà ông đạo diễn đó các vị mới nói cái người đó là thượng đế đó, à, các vị cũng có thể là thượng đế, thượng đế con, còn cái tất cả chúng ta là thượng đế cha. Không có những đứa con này thì cái người cha họ không có hoàn thiện được bản thân họ, có nghĩa là thế giới này nó sẽ không hoàn hảo được 100% đâu, kể cả thượng đế luôn. Nếu thượng đế hoàn hảo 100% thì làm gì có những đứa con đó nó đi sai lệch, đúng không? Ổng giỏi mà, thì làm gì có những đứa con nó đi vô thiên ma tà đạo, hay là nó chấp niệm, hay là nó đau khổ. Nhưng mà ổng biết như vậy, ổng tạo ra như vậy, mình biết như vậy, mình tạo ra như vậy, và mình vô mình đóng vai của mình giống như diện đi. Diện muốn cạo tóc thì diện cạo, diện muốn để tóc thì diện để tóc, đúng không? Đúng không? Diện muốn mặc đồ thì mặc, không mặc đồ thì diện cởi hết, thì nó cũng giống nhau hết thôi. Ví dụ mình thấy người ta cởi hết đồ, nhưng mà mình khởi lên cái dâm dục là do tâm mình chứ không phải do người cởi đồ. Ngày xưa khi cái thời mà Lạc Long Quân Âu Cơ đi, lúc đó chỉ che cái bộ phận sinh dục thôi, thậm chí là có những bộ tộc họ không che cái gì hết. Có những lúc mà họ có những cái lễ hội á mà ở chẳng ở chuồng hết luôn, thì lúc đó mình đi phán xét đi, mình vô cái chỗ đó sợ người ta cho mình đi ra ngoài nữa, là mình kiểu như mình lạc lõng. Thì bây giờ tất cả đều do tâm mình hết. Tâm mình phải là nha. Dạ. Dạ. Thấy cõi trên rồi thấy gì nữa cô? Địa ngục hả? À, cõi âm nữa phải không? À, thì hiện tại bây giờ á, cô đang thấy là cái thấy ở đây là cõi dương, người ta gọi là cõi dương, là cõi thế gian đó. Rồi cô thấy cõi thiên, cõi địa, cõi âm gọi là tam giới đó, cứu khổ tam đồ, đúng không? Tam đồ là tam giới, tam thiên đại thiên thế giới, ví dụ vậy đi. Thì bây giờ khi mà cái căn cơ của cô á, ha, đã tới ngày giờ đủ duyên phước và trở lại cái thấy đó cho cô thấy, tại sao ngày xưa đó cô không được thấy mà tới ngày giờ này rồi, ví dụ bao lâu thì con không biết, à, cô tự nhiên cô thấy, à, cô lên thiên rồi, à, cô xuống địa, cô đi rất tự tại, ví dụ vậy đi, thì đó là căn cơ của cô tự do tự tại. Và cái thức của mình á, cái tưởng của mình nó đi tới những cái cảnh giới do tâm nó tạo,
và do đại đồng của chúng ta tạo để mình trải nghiệm. Thì tất cả ba cõi giới đó đều trong lục đạo hết. Cái thấy của cô là cái ở ngoài lục đạo. Là cái thức khôn, gọi là cái thiên tâm của cô thấy cái cõi trần, cõi âm, cõi thiên, ba cõi mà cô đang trải nghiệm. Có nghĩa là cô đã tự tại rồi, cô giải thoát chính cái nơi đó của cô rồi. Thì bây giờ cái xác này nó chỉ là tạm thôi, đúng rồi. Thì có nghĩa là cô hãy xem nó là một hiện tượng rất tự nhiên. Lúc mình chưa biết á, mình không được đi thấy những cảnh đó thì mình ao ước nó, nhưng đến khi cô thấy rồi cô thấy rất bình thường, đúng không? Rất là bình thường đó. Thì khi mà cô tự tại được như vậy rồi đó, có nghĩa sau này cô sẽ không còn sợ cái chết nữa. Cô rất tự tại. Mà cô thấy tất cả những cái cuộc sống quanh cô á, nhiều khi người ta đứng chửi lộn nhưng cô mắc cười. Cô không có ai vui theo là thứ nhất. Khi cô thấy người ta hạnh phúc vui tươi, cô cũng cười. Nhưng mà không phải là cái sự nó không có khởi lên cái tâm tham sân si trong đó. Mà cô nhìn cô cười một cách, có nghĩa là mình thấy rõ cái chân lý, cái thật của những cái thấy mình đang thấy thôi. Mình đã tự tại rồi thì nó chỉ là những cái bộ phim tu chậm trong dòng đời của mình đang trải nghiệm thôi. Thì sau khi mà cô bỏ xác cũng vậy, cô cũng sẽ tự tại như vậy đó. Nhưng trong thật nó có giả, trong giả nó có thật. Người ta nói tu đừng có chạy theo thần thông, nhưng không có thần thông á, mấy cái phần tà đạo này kia nó quấn mình á, nó bắt mình á. Cho nên mình phải kết hợp cái gì, ví dụ mình dùng cái đại thừa ha, trước đây tiểu thừa. Thì con người ta ai cũng vậy, cũng phải đi từ thấp lên cao. Thì người ta đi từ cái gì? Dạ, người ta đang đi từ cái thiên nhiên tự nhiên đi. Người ta đi qua các trường lớp, người ta cũng phải đi từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Thì tiểu thừa thì nó phải có đại ha. Tiểu đại rồi bắt đầu nó mới trở về cái gì, cái thiên tâm là chính là mình đó. Thiên là gì? Thiên là người ta hay nói là trở về cái thiên liêng, hoặc là người ta nói thiên có thể trong tiếng Hoa đó có thể gọi là trời, hoặc là thượng đế, hoặc là cái nơi mà thuộc về mình đó. Tâm chính là cái tâm của mình, mình hướng vào bên trong cái thượng đế tánh của mình để mình tự do tự tại thì mình không đau khổ bởi các pháp thế gian đó. Thì khi cô biết được như vậy rồi, cô hãy biết rằng cô đang biết. Cô cũng không quá hoan hỷ vì nó. Con ai cũng mắc nợ hết, ai cũng mắc nợ. Nhưng mà cô không bị vướng pháp của mắc nợ hay là làm chủ. Ví dụ cô làm chủ hay cô đang mắc nợ người ta, cô biết và cô đang nợ, cô trả được không? Cô trả được tới đâu cô trả? Kiếp này không được thì kiếp sau cô trả thêm. Tại vì mình, tại sao Quán Âm Bồ Tát hay có những vị á, khi họ thấy ra được chân lý rồi, tại sao Quán Âm Bồ Tát ngài có thể làm ra một cái bài Bát Nhã Tâm Kinh trọn vẹn như vậy, rồi ngài mới nói là tôi sẽ quay trở lại thế gian, tôi không có ngồi đến Niết Bàn, mà tôi quay trở lại thế gian để giúp đỡ và phụng sự cho thế gian, để báo ơn báo nghĩa, vì có thế gian tôi mới thành Phật, đúng không? Thì bây giờ ngài quay trở lại thì cái đó là tự tại đó, tự tại vãng sanh, là không còn cầu thành Phật nữa, mà cũng còn chẳng còn vọng thấy ma. Ma nó xuất hiện khi nào? Khi cái tâm mình nó bị vọng tưởng điên đảo, nó bị đau khổ chấp niệm, nó mới thành ma. Tại sao có những pháp sư đi thu phục, Bồ Tát thu phục, khi đó họ là ma là quỷ, nhưng dùng cái lực của đại lực của ví dụ thần chú đi. Thần chú nó là gì? Thần chú nó là sự cô động ha, tinh túy của tâm, ánh sáng của tâm, sức mạnh nội lực bên trong của chánh niệm chánh pháp đánh vô cái vô minh ha. Đánh cho nó tan cái vô minh, cái ma tâm nghiệp lực mà do chính cái tưởng của nó vọng tưởng điên đảo đau khổ chấp niệm oán hận tham tam độc ha, tam độc mà nó hình thành cái ma, cái quỷ. Thì khi đánh tan cái bụi ma quỷ đi, cái linh hồn xấu đen cái đó, thì răng nanh nó biến đi, cái thân hình ma quỷ nó biến đi, nó trở lại một cái linh hồn đẹp đẽ. Tại sao các câu chuyện thu phục nó đều như vậy hết? Cho nên là có ma mà lại không có ma, có địa ngục mà không có địa ngục, có thiên đường mà không có thiên đường.
cũng như mình thấy như vậy là mình muốn đi giờ nào mình đúng rồi đời, dạ đúng rồi dạ. Và mình không có chủ quan, tuy là mình biết mình tự tại nhưng mình phải có ví dụ mình biết mình tự tại nhưng mình thấy mình chưa có đủ cái lực. Ví dụ mình biết là không có ma nhưng có ma nha, không có quỷ nhưng mà có quỷ, thì mình làm sao? Mình phải phòng ngừa, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì mình phải có gì? Một là mình tạo ra một cái câu chú bằng cái định lực của mình, chính mình mạnh lên. Ví dụ một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là một cái câu Om Mani Padme Hum, ví dụ vậy đây ha. Hoặc là tôi là chánh pháp Như Lai, một cái câu đó thôi mà mình trì hoài. Mình luôn sống trong cái ánh sáng Như Lai đó, và ánh sáng Như Lai đó của chính mình á, nó vô cùng mạnh mẽ, không có gì phá vỡ được. Thì mình ngồi trong cái vòng tròn bảo hộ đó của mình, đó, hào quang đó. Thì làm sao? Ai cũng có hào quang hết. Đó, chứ không phải là những người tu đắc đạo mới có hào quang. Cái hào quang đó là gì? Là những cái dòng năng lượng của linh hồn mình, nó được tạo bởi ngũ hành vạn chất, bởi linh khí của cái năng lượng tự nhiên vốn có, nó sinh khởi ban đầu. Thì nó mình tích tụ về mình, đó, và mình bao bọc chính mình. Bởi vì mình nằm trong cái Thượng Đế Con. À, Thượng Đế Con nó nằm trong cái Thượng Đế Cha, ha, Cha Mẹ. Thì mình luôn luôn sống trong cái năng lượng có sẵn, nhưng mà mình có biết rút về để mà bảo vệ cho mình hay không, để mình luôn tràn đầy, mình luôn sáng rực rỡ hay không là do mình. Đó, thì mình không được chủ quan mà mình phải kết hợp giữa gọi là nè, trí tuệ. À, tại sao có A Di Đà nè, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí. À, Quán Thế Âm đại diện cho gì? Từ bi. À, từ bi rồi Đại Thế Chí đại diện cho trí tuệ. Có từ bi mà không có trí tuệ thì mình không thực sự á làm chủ được tâm mình. Khi có từ bi và trí tuệ rồi, mình áp dụng với cái bổn lai thanh tịnh bên trong của mình nữa, là A Di Đà đó, mình hợp nhất lại thì làm sao? Mình dùng thêm á cái lực thần thông là gì? Thần thông chính là cái ý chí của tâm, nó tạo nên những cái màu sắc của năng lượng. Đó. Đâu quá, cho con xin lỗi, con có tặng con đi bán rau câu ủng hộ. Lấy đi. Ờ, lấy mà. 20. Con mở, con lấy giùm đi, tay con vô. Ờ, rồi. Con bán chục trăm con. Dạ, con chục. Ủa, là bao nhiêu cái? Dạ, một chục một trăm. Một chục một trăm hả? Dạ. Bây giờ em có 20 thôi được không? Em phước chừng cho con đi. Bây giờ nhớ nè, em lấy, em có 20 thôi, chị có bán không? Dạ, được. 20 mấy cái? Dạ, lấy 5 cái, 50. Ok. Bỏ bọc giùm em đi. Nãy em bị té chứ. Dạ. Ok. Rồi. Để gì lấy, để gì lấy. Con xin lỗi, con bị té vô chảo bánh xèo luôn. Đám gì hả cô? 5 đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi, chị đang bận một tí xíu. Để gì ạ? Cảm ơn chị nha. Chị đang quay clip. Em một cái bao nhiêu tiền mà thôi được rồi. Thôi. Rồi cảm ơn chị nha. Chị có muốn quay phim không? Vô đây ngồi chơi.